Thưa quý vị, mở đầu phần tiểu mục ngày hôm nay của chúng tôi thì chúng tôi muốn kể một sự việc tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và tất nhiên là tôi không muốn nhắc lại các vụ lùm xùm liên quan đến việc cấp phép ca khúc khiến dư luận đã bức xúc và ông Nguyễn Đăng Trương bị cho thôi chức cục trưởng. Sự việc mà tôi muốn đề cập diễn ra trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm của cục này. Vâng, tại cuộc họp diễn ra sau khi mà ông Nguyễn Đăng Trương bị điều chuyển công tác, một cán bộ đã chia sẻ thẳng thắn cảm nhận của cá nhân mình rằng bầu không khí làm việc ở đây vô cùng ngột ngạt, cán bộ của cục đối với nhau có vẻ rất nghi ngại, luôn luôn đề phòng mọi việc, có khi chỉ là câu chuyện ở trong một bữa ăn nào đó được đưa ra làm vui cuộc chuyện, nhưng mà đến tai lãnh đạo cục thì cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng, có thể là triệu tập cuộc họp chi bộ để có thể xử lý vấn đề này. Và như vậy thì mới thấy là môi trường làm việc là vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở nơi công sở. Nếu như ví thương trường là chiến trường thì một công sở không văn minh cũng có thể được xem là một đấu trường dù không có mùi của dao gươm hay là súng đạn. Và khách mời của Chuyện Tối Nay ngày hôm nay sẽ cùng tiết lộ những cái câu chuyện xung quanh môi trường làm việc nơi công sở của chúng ta. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Vũ Thị Phụng là chủ nhiệm bộ môn quản trị văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trước tiên thì rất cảm ơn bà đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Dạ vâng. Thưa Phó Giáo sư Vũ Thị Phụng, chúng tôi được biết là bà thì cũng đã có rất là nhiều những cuộc nghiên cứu khá là công phu về văn hóa ứng xử ở nơi công sở. Và những cái cuộc nghiên cứu này của bà thì đã diễn ra như thế nào, với cái quy mô ra sao và chúng ta áp dụng trên những đối tượng như thế nào rồi ạ? Vâng, năm 2007 thì tôi có được tham gia một cái đề tài nghiên cứu do Văn phòng Chính phủ tổ chức liên quan đến xây dựng cái văn hóa công sở. Và năm 2014-2016 thì tôi có chủ trì một cái đề tài nghiên cứu do Đại học Quốc gia Hà Nội giao nhiệm vụ liên quan đến việc là nghiên cứu để mà xây dựng cái chuẩn mực văn hóa ứng xử cho cán bộ công chức thông qua cái việc khảo sát ở phạm vi thành phố Hà Nội và một số các cái cơ quan ở các tỉnh thành khác. Dạ vâng, ở nơi công sở thì chúng ta thường nhắc tới hai cái mối quan hệ mà rất là nhiều người để ý, đó là giữa nhân viên với sếp và giữa các đồng nghiệp với nhau. Thì trước tiên chúng ta sẽ bàn về mối quan hệ giữa nhân viên với sếp. Tất nhiên đây là một cái mối quan hệ hai chiều. Và trong những cái nghiên cứu mà bà đã từng làm cùng với các đồng nghiệp của mình thì bà thấy là có những cái chiêu trò gì thường được dùng ở trong cái mối quan hệ giữa nhân viên với cả sếp này ạ? Thực ra thì trong quá trình chúng tôi nghiên cứu thì ngoài những cái thông tin chính thức, chúng tôi có tiến hành rất nhiều các cái cuộc phỏng vấn đối với một số cán bộ công chức, thậm chí là các nhân viên làm việc ở trong các cơ quan công sở. Và thông qua những cái cuộc phỏng vấn trao đổi như vậy thì chúng tôi cũng được nghe nhiều những cái tâm sự của họ liên quan đến một số những cái ta có thể gọi là những cái chiêu trò trong công sở. Tức là những cái hành vi ứng xử mà người ta thường áp dụng, một số nhân viên thường áp dụng hoặc là một số người lãnh đạo thường áp dụng, để chủ yếu là họ mang lại những cái lợi ích cá nhân nhưng lại mang lại những điều có thể không tốt cho người khác, thì người ta thường gọi đó là các cái chiêu trò. Thì các cái chiêu trò mà trong mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thì có thật, cô có thể nói là cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên là nó cũng không bộc lộ một cách nó quá rõ ràng, nhưng qua những cái tâm sự chúng tôi có thể nghe được nhiều chuyện về vấn đề này. Vâng, vậy thì trong cái mối quan hệ này khi mà có xảy ra những cái mâu thuẫn thì có phải là những cái phần thiệt thòi thì luôn là dành về cho phía của nhân viên hay không? Ví dụ như là ảnh hưởng đến mức lương này, hay là ảnh hưởng đến chế độ lao động hay là vân vân ạ? Thực ra thì nếu mà nói về, trước hết là nói về các cái chiêu trò trước ấy, thì nó mới thấy được là có cái sự thiệt hại hay không. Tại vì trong một số cơ quan thì có thể một số người lãnh đạo sử dụng cái uy lực của mình, uy quyền của mình để cho người ta cũng có thể là làm cho các nhân viên cũng có những cái tự họ cũng phải tạo ra những cái chiêu trò. Ví dụ như là có những người kể cho tôi nghe những câu chuyện là trong một cái cơ quan thì có thể là chuẩn bị bổ nhiệm một trưởng phòng hay là một phó phòng nào đó, thì cái người lãnh đạo này người ta có thể là gặp bình thường một vài nhân viên có năng lực, và ông có đưa ra những cái thông tin như vậy, và cũng có nói rằng là có thể là còn có một vài ứng viên, trong đó có những cái cá nhân mà ông nói chuyện. Thì sau đó thì lập tức là các cá nhân tìm cách là lấy lòng sếp, hoặc là nói xấu lẫn nhau, hoặc là mang quà cáp đến tặng sếp để sau đó thì mình hy vọng là có thể được bổ nhiệm. Thế nhưng cuối cùng thì có thể là chưa chắc là người sếp đã bổ nhiệm những người đó, mà có thể lại bổ nhiệm một người khác.
Thì như vậy rõ ràng trong cái câu chuyện đấy thì các nhân viên của chúng ta nếu chạy đua vào những cái chiêu trò như vậy thì đã bị thiệt hại rất nhiều. Thiệt hại không chỉ về lợi ích kinh tế đúng không, mà còn thiệt hại cả về vấn đề nhân cách của mình trước cái con mắt của những người khác. Ngoài ra thì khi có mâu thuẫn ở trong công sở thì đôi khi là có những nhân viên cũng thể hiện những cái chính kiến của mình. Có thể là họ nói cho nó rõ ra hoặc là yêu cầu làm cho công bằng. Nhưng thông thường thì có một số cơ quan thôi, không phải là nhiều, thì cái việc đấu tranh của những nhân viên chính trực như vậy có thể lại không làm hài lòng những người lãnh đạo. Và do vậy thì họ có thể là họ sẽ tìm cách là trù dập hoặc là gây ra những cái khó khăn cho nhân viên, thì đương nhiên nhân viên cũng có thể có nhiều cái thiệt thòi. Vâng, trong những cái cuộc nghiên cứu của bà thì có những cái câu chuyện thực tế nào mà bà đã được chứng kiến mà bà nhớ nhất không ạ? Về cái những cái chiêu trò trong cái mối quan hệ nhân viên với sếp, bà có thể chia sẻ Như cùng vừa chúng tôi. rồi tôi vừa nói, Vâng. chẳng hạn như là qua những cái tâm sự của nhiều nhân viên mà chúng tôi phỏng vấn thì họ cũng nói rằng là chẳng hạn như là các sếp thì có cái chiêu là dùng chức vụ, dùng cái việc bổ nhiệm chức vụ rồi các cái vị trí công việc tốt để mà có thể là gợi ý hoặc là tung thông tin để cho các nhân viên có thể là tìm cách lấy lòng sếp. Rồi người nào cũng muốn là được sếp chú ý, được sếp quan tâm thì các nhân viên sẽ phải dùng nhiều cái chiêu trò để mà đạt được mục đích. Ngược lại thì đấy cũng là một cái chiêu trò của sếp. Hay là bây giờ thì cũng có những cái chuyện như là các cái người lãnh đạo thì người ta có thể là thích đưa ra những cái sự kiện của cá nhân và gia đình, ví dụ như là sinh nhật của bản thân, rồi là sinh nhật của không chỉ là bản thân. Thì cái chuyện mà tổ chức sinh nhật trong cơ quan này tôi nghĩ là tốt, nhưng lại còn thông báo cho nhân viên những cái sự kiện của những người thân trong gia đình, ví dụ như là sinh nhật của vợ con, của bố mẹ. Và do vậy thì các nhân viên là những ngày đấy là tìm cách để lại đến, rồi là mang quà cáp, rồi là Vâng. chúc mừng. Và trong những buổi đấy thì nhiều lúc là các ông sếp là cũng tính xem là những người nào không đến, những người nào đến để họ có thể là ban phát những cái lợi lộc mà họ cho là họ có quyền. Vâng. Ví dụ như vậy. Vâng, như vậy là một vài những chia sẻ về những mối quan hệ giữa nhân viên với sếp ở các cơ quan công sở. Một mối quan hệ thứ hai mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có nhiều những cái va chạm với nhau hơn, đó là mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau, đúng không ạ? Và đặc biệt là khi ở một cái đơn vị nào đó mà nó xảy ra những cái mâu thuẫn hoặc là những cạnh tranh liên quan đến lợi ích thì người ta rất có thể người ta sẽ dùng những cái chiêu trò, những cái sự cạnh tranh không không văn minh, không lành mạnh với nhau. Thì những cái câu chuyện nào cụ thể mà bà ghi nhận được mà khiến bà nhớ đến bây giờ trong nghiên cứu của mình là gì ạ? Trong có những lần mà tôi tiếp xúc với một số nhân viên thì hầu hết các bạn khi tôi hỏi về cái chuyện mà những cái góc khuất trong các mối quan hệ thì các nhân viên thường kể những cái câu chuyện, ví dụ như là ở một số cơ quan chẳng hạn như là cái chuyện nói xấu nhau là chuyện rất là phổ biến, nhưng cũng có những cái nói xấu chỉ là vô tư thôi, nhưng có những nói xấu có chủ đích. Ví dụ như tôi nói trường hợp ban nãy là khi biết là mình là một trong những cái ứng viên để mà vào một chức vụ gì đó thì các bạn ấy tìm cách là các bạn ấy nói xấu lẫn nhau, rồi các bạn ấy đưa ra những cái khuyết điểm của người khác, mặc dù những cái đấy nó không lớn nhưng các bạn có thể là làm cho nó nghiêm trọng lên, rồi các bạn lên tâu với sếp những cái sơ hở của đồng nghiệp, làm cho sếp để cho sếp là không có cái cảm tình với người kia thì tạo ra cơ hội cho bản thân. Những cái đấy cũng là những cái chiêu trò. Rồi liên quan đến chuyện là các bạn ấy thấy rằng là có những người có năng lực hơn mình có thể là giữ những cái vị trí tốt hơn thì các bạn sẽ tìm cách làm cho hạ uy tín của những đồng nghiệp của mình. Liên quan đến chuyện đó còn có cái chuyện nữa là tạo nên những cái phe nhóm trong cơ quan, nhóm này nói xấu nhóm kia, rồi là thậm chí là có những chuyện như là các bạn ấy còn bày cách cho những cái nhân viên mà hoặc là cung cấp cho đồng nghiệp một số cái thông tin không tốt hoặc là không chính xác. Khi mà đồng nghiệp tham mưu cho sếp thì cái tham mưu ấy nó không phù hợp với thực tiễn, thì cái đấy cũng làm cho là sếp đánh giá cái bạn kia là tham mưu không tốt, thực chất là đã cung cấp cho nhau những cái thông tin sai lệch về thực tế. Tôi thấy đó cũng là những cái vấn đề mà hiện nay trong các công sở cũng cũng có. Vâng, đấy là những cái câu chuyện mà những cái người tâm sự với bà là họ đối mặt phải, đúng không ạ? Họ gặp phải hay là bản thân họ cũng có thể làm cái điều đó với người khác. Thực ra đều cả hai, nhưng mà đa phần những người nói chuyện với tôi thì họ đều kể là những cái chiêu trò của đồng nghiệp, Vâng. nhưng mà như vậy chứng tỏ là có những người là vừa là nạn nhân nhưng cũng có những người họ lại vừa là cái người tạo ra những cái chiêu trò đó. Vâng, thông thường thì những cái người mà là nạn nhân của những cái chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh ở những cái cơ quan công sở như vậy, khi mà họ gặp những cái tình huống như thế thì họ họ cảm xúc, họ phản ứng như thế nào và họ thường giải quyết cái mâu thuẫn ở cơ quan đó như thế nào? Thông thường thì qua những cái nghiên cứu của tôi thì tôi thấy là đa phần khi bị người khác áp dụng những cái chiêu trò không tốt đối với mình thì đa phần đầu tiên là sốc. Hãy
thậm chí là có những người là bạn thân của nhau, không ngờ là bạn thân lại có thể làm những cái việc như vậy với mình. Thì cái đầu tiên của họ là sốc, rồi thất vọng, rồi nghĩ về đồng nghiệp là không tốt. Và thứ hai là có thể là sẽ gặp nhau, nếu mà những cái chuyện nó quá cụ thể thì họ lại gặp trực tiếp nhau, rồi đôi co, rồi là tranh luận, rồi là thậm chí là cãi vã. Và sau đó là cái sự buồn bực. Và đặc biệt nữa là cái cảm giác là khi họ gặp nhiều chuyện như vậy thì họ cảm giác là cái môi trường làm việc của họ không còn thuận lợi và tốt đẹp như cái ngày đầu họ đến, hoặc là như cái ngày họ mới đi làm. Và cái sự thất vọng ấy, tôi nghĩ đấy là một cái cảm giác không tốt cho rất nhiều người, rồi nó dẫn đến những cái mối quan hệ trong công sở như bạn nói ban đầu đó, Vâng. là nó ngột ngạt. Thế thì người này người kia là nhòm ngó nhau, người này người kia là nhìn nhau, rồi nhóm này mà họp với nhau thì nhóm kia để ý. Như vậy là cảm giác như nó không an toàn ngay ở trong một cái công sở mình làm việc. Thậm chí là muốn nói chuyện với ai cũng phải dè chừng, muốn đi ăn với ai cũng phải nhìn nhận, sợ là nhóm này phe này là nói xấu nhóm kia phe Vâng. kia. Cho nên có những người là không biết đứng vào phía nào, có người thì đứng hẳn về một phe một nhóm, nhưng có người khổ nhất là những người mà không biết đứng vào phe nào. Thì những cái cảm giác như thế tôi nghĩ là, nhưng cũng có những người họ có những cách ứng phó khác. Ví dụ như là nếu họ biết những cái chiêu trò như vậy thì họ cũng khéo léo trao đổi với đồng nghiệp qua những buổi họp, qua những cái lúc ngồi tán gẫu. Họ có thể kể những câu chuyện ở đây ở kia, nhưng thực ra là nó hơi giống cái câu chuyện ở cơ quan. Họ đưa ra những cái bình luận, họ đưa ra những cái phân tích. Và những người nào mà có những cái chiêu trò đấy thì cũng biết rằng là cái phản ứng chung của một số người là như vậy, họ Vâng. sẽ giảm đi. Cũng Thì như là đang nha khéo tôi gì nghĩ đúng là không ạ? cái cách mà phản ứng như vậy của những người thông minh như thế Vâng. thì là tốt hơn là mình sau khi sốc xong thì mình phải có những cái cách phản ứng như vậy. Bởi vì cái chiêu trò thông thường á là nó lại được tạo bởi những cái vỏ bọc Vâng. rất là tử tế và con người ta khó mà biết được. Cho nên nó nói thẳng, ta gọi là nói direct là rất khó. Nhưng người ta phải có cách, người ta có thể lấy một câu chuyện trên mạng, lấy một câu chuyện ở truyền hình như hôm nay chúng ta nói, và người ta Vâng. kể cho nhau nhé, và người ta bộc lộ cái thái độ người ta rằng là những cái kiểu người như thế là không chấp nhận được. Thì tự dưng nếu mà chúng ta có được một cái nhóm người mà ủng hộ những ý kiến như vậy thì những người mà hay có chiêu trò người ta sẽ giảm bớt. Vâng, khi mà chúng ta hình dung về các mối quan hệ ở nơi làm việc, nơi công sở thì mọi người rất hay nhắc tới cái cụm từ đó là đố kỵ hay là kèn cựa nhau. Vậy thì không biết là trong rất là nhiều những cái nghiên cứu mà bà đã từng làm thì bà có đúc rút ra được một cái điều là ở cái môi trường làm việc nào thì cái tình trạng đố kỵ và kèn cựa nhau lại phổ biến nhất không ạ? Có thể nói với bạn là theo theo quan điểm của tôi và qua nghiên cứu của tôi thì đố kỵ và những cái chiêu trò không tốt ấy trong con người mỗi người chúng ta, thì tôi cho rằng là trong nghiên cứu chúng tôi có thể khẳng định là cái tính đố kỵ hay là ganh tị thì trong mỗi người đều có. Vâng. Thật sự là đều có chứ không phải là không có. Có điều này là cái tính đấy, cái xấu đấy nó được phát huy hay không là nó phụ thuộc vào môi trường và bản tính của mỗi người. Nó còn liên quan đến cả giáo dục của gia đình, của cái nơi mà bạn ấy công tác. Thế thì thực ra thì bây giờ nghiên cứu lại thì tôi thấy là những cái chiêu trò hoặc là những cái tính đố kỵ hay là ganh tị như vậy nó thường xuất hiện ở những cái môi trường mà người đứng đầu không thật sự là quan tâm đến vấn đề ứng xử. Bản thân họ cũng là những người thích được cấp dưới nịnh nọt mình, qua cáp cho mình, rồi là người ta cũng không công bằng với các nhân viên, và đặc biệt là không tôn trọng hay là đề cao những nhân viên có năng lực, mà Vâng. lại thường nhấn mạnh vào những cái nhân viên có quan hệ tốt với mình. Thì đấy chính là cái mảnh đất màu mỡ nhất để cho những cái chiêu trò mà không hay như vậy nó Dạ phát vâng. triển. Dạ Thế vâng còn ạ. ở môi trường khác thì tôi nghĩ là với những người lãnh đạo mà người ta coi trọng đến cái năng lực làm việc, cái khả năng chuyên môn, rồi có những cái ứng xử có thể chưa thật là hài Dạ vâng. hòa, người ta có thể góp ý, thì những cái đấy chắc chắn, và Dạ xung vâng quanh ạ. lại có nhiều nhân viên Vâng, tốt thì chúng tôi xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Vũ Thị Vũ rất nhiều với những chia sẻ của bà trong chương trình ngày hôm nay.